Hưng Yên kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp y học cổ truyền với đông y sĩ Thiện Đào đến từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Và kính thưa quý vị, cứ mỗi thứ năm 2 tuần một lần, đông y sĩ Thiện Đào sẽ trở lại với làn sóng để dành thời giờ để mà giải đáp cho quý vị những câu hỏi liên quan tới sức khỏe từ người già cho tới người trung niên và đến các em nhỏ và trẻ sơ sinh. Quý vị có câu hỏi nào liên quan tới sức khỏe cũng như là thuốc men, liên quan tới thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Tây và cũng như là triệu chứng sức khỏe, quý vị có thể gọi vào để đông y sĩ Thiện Đào giải đáp cho quý vị. Và hôm nay như thường lệ thì chúng tôi cũng sẽ trình bày một chủ đề, đó là chứng teo cơ, một chứng bệnh rất nguy hiểm, chúng ta không thể coi thường và nhiều những nhà khoa học cũng đã qua đời vì chứng bệnh này. Thì hôm nay chúng ta chào đón đông y sĩ Thiện Đào. Trước hết xin chào đông y sĩ Thiện Đào. Xin chào Hưng Yên, xin chào quý vị khán giả của đài SGN. Đông y sĩ Thiện Đào sẽ trình bày chúng ta chủ đề bệnh teo cơ. Xin hỏi đông y sĩ Thiện Đào là lý do tại sao mà anh mang tới một cái chủ đề mà nghe chừng rất là Tây y. Chúng ta nghĩ rằng là bệnh teo cơ này là Tây y còn chữa không được nữa, rất là hiện đại, rất là khoa học, văn minh, tiến bộ mà cũng bó tay trước bệnh này. Hôm nay lý do vì sao đông y sĩ Thiện Đào sẽ đem cái chủ đề này ạ? Nó cũng có một lý do là trong thời gian gần đây khoảng trên dưới 3 tháng thì tôi có đến 3-4 cái case như vậy. Thì trong khi mình chữa trị, thật sự nói về cái chứng teo cơ thì chúng ta nói chủ về gân cơ là gì cái đã. Và chủ về gân cơ thì chúng ta thấy luận về đông y thì đông y sẽ cho đó là gân cơ, gan chủ về gân cơ. Gan chủ về gân cơ. Còn nếu mà phổi thì chủ về da và lông, là đợt trước chúng ta có nói. Thì nói về gân cơ, khi một người bị gân cơ mà co rút, nó sẽ có liên quan rất là nhiều. Đông y có thể người ta đặt một cái tên khác mà cái tên nó gọi là cốt nuôi. Cốt nuôi. Cốt nuôi thì khi mà cốt là gân cốt của mình, thì khi mà nó co rút thì nó có một cái nguyên nhân của nó. Bây giờ chúng ta lấy cái luận của đông y, chúng ta không có biết Tây y họ luận ra sao, nhưng mà đối với đông y thì chúng ta luận là do gân cơ bắp thịt. Thì chủ về gân cơ là gì? Cơ là cơ bắp. Gân là chúng ta nói là tendon. Thì khi mà cái gân cơ nó co rút cũng có lý do. Đa số những người mà bị bệnh này thì họ thường là có những triệu chứng, chẳng hạn như đã qua cái thời kỳ gọi là bị bệnh viêm gan. Có nhiều người họ bị bệnh E, viêm gan E, viêm gan C, viêm gan B. Và những người mà bị nhiều nhất, cái thời gian ban đầu mà có thể signal, có thể báo động cho họ đó là những người chảy máu cam rất nhiều. Và những người mà bị cái giai đoạn mà nặng hơn thì họ sẽ bị chuột rút thường xuyên vào buổi tối. Và quý vị, các quý cô, các bác chú ý, khi chúng ta bị chuột rút, bắt đầu nó là gân cơ co rút. Thì nếu mà chúng ta không trị, nó có thể sẽ xảy ra thôi ha, có thể xảy ra. Và nếu như mà nó xảy ra rồi thì chúng ta sẽ có cái tình trạng là việc đầu tiên là những cái bước đi cho chúng ta bắt đầu nó khập khiễng. Bởi vì khi cái co rút là bởi vì cho tôi có trị khoảng 3-4 case như vậy thì thấy là cái chân của họ, một chân cao một chân thấp, có nhiều khi cái gót nó cao hơn, có nhiều khi cái chính giữa của cái chân nó thụt lên trên cao, bởi vì họ đi nó đau riết, họ nhát đó thì cái chân bên nọ họ phải chịu riết cái chân nó thụt lên. Đây, nhiều khi đứng họ cũng chịu có một chân và đi cũng chịu có một chân, cho nên nó xảy ra tình trạng là không có cân bằng. Và khi đó nó sẽ là cái chuyện mà to co cơ, nó là chuyện rất là sớm muộn với họ thôi. Mà khi mà co đó họ không có nhìn ra, mà khi mà co một thời gian thì họ sẽ thấy là cái bắp chuối hay bắp đùi bên đây nó teo lại dần dần. Và khi mà nó teo vậy đó thì trong đông y mình gọi là chứng cốt nuôi. Và đa số những cái người thầy đông y luận như vậy và đem ra cái kết luận thứ nhất là đa số những người mà được bắt mạch đó, thì những ông thầy cho những bài thuốc chẳng hạn như
và rất là cơ bản, thì những cái bài thuốc đó là bài thuốc nói về dưỡng âm. Tại âm thì nó lại vào sinh cơ và sinh ra những cái gân cơ đó nó thoải mái hơn. Thì trong Đông y thì mà chúng ta có một bài nó gọi là Lục Vị Tiên Hoàng. Thì trong đó nó có gọi là Địa Linh Bì Thù Dược Tả. Thì trong Đông y mấy ông thầy ông đặt ngắn như vậy. Thì trong đó có thuộc địa, Bạch Linh, Linh Bì là đơn bì, Thù Dược Tả là coi như là sơn thù, sơn dược và trạch tả. Thì những cái vị thuốc này nó vào những cái phần của gan một phần, thận phận một phần. Thì thận thì làm gì? Thận thì lọc máu huyết và làm cho cái máu huyết mình lưu thông. Thứ nhất là chất đạm, chất protein, tất cả những chất ure này kia nó đi qua cái đường thận hết. Và khi mà nó sinh ra những cái máu tốt và đi tới gân cơ thì tự nhiên gân cơ mình nó sẽ thấy sảng khoái, nó được giống như một cái đất mà đang bị khô, đang bị nứt mà có phân tốt và nước tốt thì dĩ nhiên nó cái cây nó sống lại. Thì cái chân của chúng ta nó cũng không khác gì mấy, bởi vì cái chân của ta là cái gốc của nó nằm ngay cái thắt lưng, giống như cái cây mà mình lật nó lên nó mọc ngược vậy. Thì mình tính là những cái ngón chân nó là lá cành, những cái cành nhỏ, và mình tính dài tới cái gốc cây, đó là cái thắt lưng của chúng ta. Cho nên những người bị gân cơ co rút là nó sẽ có liên quan đến vấn đề mà thận và gan không nuôi dưỡng tốt. Cho nên những ông thầy cho những cái bệnh nhân uống thuốc mà không có liên quan đến vấn đề mà đau thắt lưng mà họ đưa thuốc can thận đại bổ cho một người mà bị chân ta co rút, người ta có nhiều cái câu hỏi hỏi: ủa tại sao ông thầy cho tôi cái nó không có liên quan tới cái bệnh của tôi? Nhưng mà thật sự ông thầy ông có cái chủ ý của ông, bởi vì họ biết chủ của gân cơ là gì. Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Thiện Đào với những lời giải thích khá là căn bản và đầy đủ. Và một lần nữa chúng tôi nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào 281-530-7746. Quý vị đang có câu hỏi hoặc đang thắc mắc, nếu chủ đề teo cơ thì càng tốt, còn không, quý vị có thể đặt câu hỏi bất cứ câu hỏi gì liên quan tới sức khỏe cũng như là thuốc men, thuốc đông y, thuốc bắc cũng như dược thảo, từ người trẻ cho tới người cao tuổi. Quý vị gọi vào ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời giờ giải thích hơn cho quý vị. 281-530-7746. Trở lại với chủ đề teo cơ ngày hôm nay thì chúng tôi mới nhớ rằng là trong năm ngoái hình như vậy, hoặc là đầu năm nay, chúng tôi nhớ một nhà khoa học vĩ đại của Anh Quốc, đó là giáo sư tiến sĩ Stephen Hawking đã qua đời vì chứng teo cơ. Hôm nay thì chúng tôi mới nhớ lại cái sự kiện rất là quan trọng và để lại biết bao những thương tiếc của những nhà khoa học. Thì bây giờ trong chủ đề teo cơ này thì tiện thể xin hỏi đồng y sĩ Thiện Đào, như vậy thì Tây y cũng có phần là cũng không phải là thuận lợi trong quá trình chữa trị căn bệnh này. Thì đông y, cái căn bệnh này, cái bài thuốc mà đông y sĩ Thiện Đào đưa ra là có từ ngàn xưa chưa? Ông bà tổ tiên, thì chúng tôi tạm phải dừng lời ở đây để nhường cho khán giả gọi vào. Xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin lỗi anh với ông đồng ý. Dạ vâng. Tôi muốn đặt câu hỏi anh. Dạ, trước hết xin chú cho biết tên ạ. Dạ, tôi tên Chris. Dạ, Chris. Dạ, Chris, mời chào chú. Chú Chris lên đặt câu hỏi đi ạ, mời chú. Ok, năm nay tôi 65 tuổi rồi, tôi bị cách đây mấy tháng tôi bị đau nhói bên hông á, ở phía sau á. Còn cái tôi bây giờ tôi đi tiểu á, tôi uống thuốc bớt đau, bây giờ tôi tiểu buổi tối từ 8 giờ đến 6 giờ sáng á, tôi tiểu, tôi coi trong nước tiểu á, nó làm như ở dưới phần dưới nó bị như là có cái màu trắng trắng đục á. Hỏi ông đó, ông bác sĩ gì ạ? Ông đồng y sĩ giúp giùm mà cái đó là có phải là tại trong người tôi có nhiều cái chất calcium không ạ? Dạ vâng, mời đồng y sĩ Thiện Đào. Xin hỏi anh Chris coi hiện tại mình đang dùng thuốc gì ạ? Tôi dùng thuốc của Mỹ á, là thuốc nó có chất nhờn trong cái đồ ối chú. Glucamizone. Dạ, để chữa trị cho cái đầu gối đó ha.
Dạ, tụi tôi cái đầu gối tôi mới bị mổ đó. Bị mổ đóng cái nóc vô ha, chân cái đầu gối ở một bên á. Nên bác sĩ nói là tôi phải uống thuốc cho có nhiều chất nhờn đó. Tôi uống cái chất đó cũng uống của 6-7 tháng rồi ạ. Mà không biết phải cái chất thuốc đó nó làm không, tôi cũng... Rồi, ok. Rồi. Thì xin trả lời cho anh Chris là như vậy. Rồi, bây giờ tôi tắt hỏi nha. Dạ cũng được, dạ cũng được. Có thể là giữ đầu máy đó cũng được ha, công tắc cũng được. Cái việc okay. Cái việc đầu tiên là mình dùng những cái thuốc gọi là tạo chất nhờn hay là thuốc giảm đau. Thì những cái hóa chất đó nó có thể làm cho chúng ta cái thận mình nó rất là mệt để gạn lọc những cái hóa chất của trong thuốc. Thì nếu như mà chúng ta đã uống thuốc một thời gian mà chúng ta ngưng rồi mà vẫn còn đi tiểu mà nó đục làm như nó có hạt gạo trong đó, nó lục cục lợn cợn á, thì hãy hỏi bác sĩ lại, có thể là cái thận nó không có là gạn lọc tốt và cái thận nó yếu rồi á, thì mà chúng ta dùng quá nhiều những cái hóa chất như vậy đó thì có thể sinh ra những cái triệu chứng gọi là viêm đường tiểu. Và chúng ta sẽ tiểu nhiều vào ban ngày hay ban đêm rất là nhiều, và nó kích thích cho tiểu rất là nhiều, và có thể nó sẽ viêm đến bọng đái hay là nó để lâu ngày đó, thì cái chứng mà sạn thận nó sẽ sinh ra. Và anh có đi tiểu nhiều về ban đêm không anh? Dạ không quá, từ 9 giờ đến 4 giờ sáng tôi không có đi tiểu nào, có một lần buổi sáng là 4 giờ sáng tôi đi tiểu rồi. Rồi. Nhưng mà cái băn khoăn của anh Chris là gì ạ? Cái băn khoăn của anh Chris có phải hai thứ không? Thứ nhất anh đau nhói bên hông và nước tiểu lúc mà đi tiểu nó lắng xuống nó thấy nước đục như nước gạo phải không ạ? Dạ, dạ nó như là bị vôi vậy á. Dạ. Bị vôi á. Đúng rồi, anh nói gì đúng á. Dạ vâng. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta thấy nước tiểu như vậy đó thì rõ ràng cái chức năng thận của mình nó không có lọc được tốt. Thường thận á, là nó sinh tinh sinh tủy và nó sinh ra những cái chất dịch ở trong đầu gối. Cái đầu gối mình hư cũng do một phần do thận nó không được tốt, cho nên cái sự mà nước nhờn hay là cái sụn nó không có sinh ra, cho nên cái đầu gối anh mới hư. Và cái điều kế tiếp mà tôi sẽ nhìn ra được đó là nếu mà anh hư cái đầu gối bên đây không sớm thì muộn thì đầu gối bên kia họ cũng mổ cái hông anh. Cái đầu gối trước rồi bắt đầu á, cái đầu gối bên đây sẽ mổ, nhưng mà cái bệnh của nó chính là nãy mình có nói là cái hốc mông của mình hay là cái lưng quần của mình á, nó sẽ thốn, là bởi vì á, cái thần kinh tọa của mình nó cũng là một phần sẽ không có đem đủ nước nhờn hay là đem đủ sụn để nuôi cho cái thắt lưng quần của mình, là nó ăn là 4-5 mình hay nói qua nó lại hoài cái bài đó đó, thì nó sẽ đau cái hốc mông của mình dữ lắm. Và nếu như mà anh muốn trị về cái chứng mà đau hốc mông á, nó khó lắm anh, dễ lắm, thì anh cứ lại nhà thuốc Qua Đà tôi sẽ giúp cho anh. Và cái điều mà mình quan tâm ở đây là cái nước tiểu nó sẽ trong lại, thì mình phải dùng những cái bài thuốc để làm cho cái sự gạn lọc của thận nó thiệt là mạnh, để nó sinh ra những cái tinh tủy như ý nó muốn, và sinh ra những cái đó để làm cho cơ thể, thứ nhất là mình có thêm năng lượng, thứ hai nữa mình có thêm nhiều cái huyết dịch để cho nó vào những cái đầu gối rồi thắt lưng của mình nó nuôi lại, và tự động nước tiểu mình cũng trong luôn, bởi vì mẹ của cơ thể của chúng ta là gan và thận. Cho nên là hồi nãy mình nói về cái đề tài khác nhưng mà nó là dính lại cái đề tài này, bởi vì cái thận của mình á, nó mà không lọc tốt thì nó mới sinh ra đục, anh thấy không? Thì nếu nhưng mà buổi ban ngày á anh, nguyên ban ngày á thì tôi có một lít mấy á nước á thì nó không bị chì, không có bị như là cho. Nhưng mà ban đêm á, buổi sáng là từ 9 giờ đến 4 giờ sáng, 5 giờ sáng á, cái nước phận á, nước tiểu đó tôi lọc nguyên á, thì tôi thấy ở dưới nó làm như có chất vôi vậy đó. Dạ nó đục là vôi vậy. Giống nước vô gạo vậy đó. Thì nhưng mà là do thận phải không ạ? Đúng rồi. Thì cho nên nó là mình đi càng dài lâu thì những cái chất cặn bã đó hay là chất dư đó nó nằm ở nó xả ra ngoài thì mình đã thấy rồi. Nếu mà nó giữ bên trong thì sao? Nó giữ bên trong thì chắc chắn là mình sẽ có sạn thận. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Chris. Xin Hưng Yên muốn hỏi anh Chris một chút. Hồi nãy anh Chris có nói rằng là nói tới calcium
anh có uống cao sơm, nhưng mà thông thường á, anh cũng phải hỏi lại bác sĩ Tây y gia đình của anh á, là vì khi uống cao sơm thông thường chúng ta phải uống kèm vitamin D để cho nó chống lại cái sự sạn thận. Cho nên thông thường trong cao sơm nó có một hàm lượng vitamin D cố định ở trong đó để cho nó phòng tránh cái sự đọng vôi trong thận. Tuy nhiên nếu anh uống cao sơm liều lượng lớn và nặng mà uống hàng ngày thì anh phải hỏi bác sĩ gia đình phải uống thêm vitamin D để cho nó lọc cái cao sơm trong thận, nó tránh cái sạn thận. Chúng tôi thấy cái màu trắng đục đó thì thứ nhất anh phải liên gặp những người chuyên môn như đông y sĩ Thiệt Đào, hoặc là anh muốn Tây y thì phải tới bác sĩ gia đình để thử nước tiểu xem trong nước tiểu có protein hay là một tạp chất nào khác không, cũng như đi thử chức năng thận, vân vân. Dạ, dạ anh em. Lúc trung bình á, cứ là 4-5 năm vậy á, tôi bị sạn thận một lần. Nhưng mà bây giờ tôi không có ăn mặn nữa. Dạ, vâng. Rất là mặn, ăn hồi trước tôi ăn bình thường, bây giờ tôi ăn rất là lạ. Dạ. Nên tôi không có ăn mặn, thành ra nó kéo dài được 5-6 năm rồi, không có bị sạn thận. Nhưng mà hồi trước á, cứ 5-6 năm, 5 hay 6 năm tôi bị lần, tôi bị 4 lần rồi đó. Trong đời tôi là 4 lần rồi á. Năm nay tôi là 65 tuổi rồi. Dạ. Nên tôi bị 4 lần rồi. Có cái triệu chứng sạn thận rồi phải không? Dạ, chắc chắn. Cho nên nó là những người mà tôi nói nãy giờ tôi đâu có biết người này có bị sạn thận, nhưng mà tôi nhìn thấy cái nước, nói cái kiểu nước tiểu đó là tôi biết là anh là không có tránh khỏi chạy trời không khỏi nắng. Cho nên nó là muốn trị sạn thận và muốn cho cái thận mình nó được tươi tốt và nó có thể giữ cho cái cuộc sống mình dài lâu và mạnh khỏe đó, thì thật sự thuốc mình không có nói đây là thuốc dược thảo nó hay, nhưng mà hầu như thuốc tây không có thuốc trị về thận. Cho nên đi vòng vòng thì chúng ta sẽ càng đợi thì cái thận anh càng yếu. Cho nên anh là nếu mà cái phần trăm của anh hỏi thử bác sĩ coi cái phần trăm trong cái chức năng thận của anh còn bao nhiêu phần trăm, để có thể là nó giúp cho cái sự gạn lọc tốt và không có sinh ra sạn nữa. Lần này sinh ra nó không nhỏ nữa đâu anh, bởi vì nó đục như vậy là nó sinh ra nó rất là lớn. Cho nên cẩn thận ha. Bây giờ tôi cũng như tôi 65 tuổi rồi, như anh em mình gặp nói chuyện. Xin lỗi bác sĩ cho đồng sĩ là tôi hiện giờ người ta bày cái túi là tôi uống 2 tuần rồi là nước dừa với ngò ôm á, nước dừa ngò ôm xay ra lấy cái nước của ngò ôm á uống với nước dừa thì tôi thấy trong người nó không có đau lưng nữa. Ừ. Cái phương thuốc đó làm sao à? Dạ, thật sự đó là những cái mình sử dụng thì nó cũng là những cái chất gọi là chất nước dừa, thì nó cái bản chất của nó là nó mát, cho nên khi nó mát thì nó sẽ làm cho cái thận mình nó mát luôn. Cái thứ hai nữa, ngò gai rau ôm thì nó có một cái phần trăm để giúp cho cái thận mình nó hồi phục chút xíu. Nhưng mà trong cái ngò gai hay là cái rau ôm đó thì nó chỉ là 15% cho trị bệnh thôi. Nhưng mà trong những cái thuốc mà tôi nói cho anh về thuốc đông y đó thì nó tới 75-80% để trị bệnh. Thì mình thay vì bây giờ nếu như mình bệnh nặng thì mình cần phải đi một cái phương thuốc, chứ không phải là uống theo cách ở trên Google hay dân gian họ chỉ, thì chỉ là giống như là hỗ trợ. Dạ, đói mà gãi ngứa bao tử đó thì dạ, nó không có đủ. Thì đó, đại khái nó không có giúp được nhiều đâu anh. Thì nó sẽ giúp cho anh là một phần nào đó để cho nước tiểu trong, nhưng mà sau khi mà anh không uống thì nước tiểu sẽ đặc và bắt đầu đậm hay là đục nhiều hơn. Thì càng đục thì sẽ cái cơ hội mà để làm sạn thận nó rất là nhanh, bởi vì cái chất protein nó lên quá cao. Dạ vâng, anh Chris nên gặp một người chuyên khoa, chẳng hạn như là bác sĩ đông y sĩ hoặc là một bác sĩ để mà chúng ta chịu trị, không nên chỉ theo những cái bài thuốc dân gian để mà chúng ta, đó chỉ là biện pháp hỗ trợ. Quý vị liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà khi có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cũng như là thuốc dược thảo, đủ mọi loại thuốc và số điện thoại trên màn hình. Hưng Yên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong 2 tuần nữa, cứ mỗi thứ năm lúc 6:30 chiều, 2 tuần một lần thứ năm trên làn sóng của Đài Truyền hình Sài Gòn Network. Hưng Yên xin chào tạm biệt, xin cảm ơn đồng sĩ Thiện Đạo. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hưng Yên.